Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn có sự phân hóa rõ nét giữa phần phía Tây và phía Đông của khu vực Bắc Bộ. Phần phía Tây bao gồm các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái, với hình thế chi phối là vùng áp thấp mở rộng về phía Đông Nam, cho nên trời phổ biến là không mưa, ban ngày trời nắng với nhiệt độ trưa chiều lên cao từ 26 cho đến 29 độ, một vài nơi cá biệt còn xấp xỉ mức 30 cho đến 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây hơn, sương mù xuất hiện ở một vài nơi, thậm chí là nhiều nơi thuộc vùng núi có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Tuy nhiên, mưa thường có lượng không nhiều. Lúc này thì trời chỉ rét nhẹ khi mà nhiệt độ ở mức từ 16 cho đến 18 độ tại các tỉnh vùng núi và từ 18 cho đến 20 độ cho các tỉnh trung du đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Đến trưa chiều, toàn khu vực khô ráo hơn, đôi lúc có nắng và nhiệt độ tăng lên, ổn định trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Thời tiết sẽ không có nhiều biến đổi tại ven biển miền Trung. Dưới tầng thấp khối không khí lạnh suy yếu trên hệ thống khí quyển tầng cao, trường gió phân kỳ chi phối trên toàn khu vực tiếp tục phổ biến là không mưa. Từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời rét nhẹ trong thời điểm đêm và sáng, trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng dần. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nền nhiệt độ sẽ tăng nhanh sau khoảng 8 giờ sáng, cao nhất ngày trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Gió ven biển và ngoài khơi Trung Bộ cũng chỉ hoạt động với cường độ trung bình đến yếu. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi và không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Khu vực còn lại, các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định, trời hầu như không mưa và có nắng vào ban ngày. Đêm nay và sáng mai thì nền nhiệt độ có xu hướng tăng lên so với những ngày trước đó, dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 20 cho đến 23 độ tại khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc miền Đông và cả miền Tây của khu vực Nam Bộ thì sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Lưu ý là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên cũng có biên độ nhiệt độ chênh lệch khá lớn, độ ẩm lại khá thấp vào lúc giữa trưa, xuống đến 40-50%, nên người dân trên khu vực ngoài cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, cháy rừng cũng cần lưu ý và bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, do không khí lạnh có cường độ yếu nên trong đêm nay và ngày mai, vịnh Bắc Bộ, các vùng biển ven bờ và khu vực biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết ít biến đổi, gió có cường độ trung bình, sóng biển không cao, tầm nhìn xa thoáng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển. Như vậy là các tỉnh miền Bắc thời tiết tiếp tục ấm áp, riêng các tỉnh phía Đông có sương mù và mưa phùn nhỏ vài nơi vào sáng sớm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa ngày nắng. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 27 tháng 1 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối hạnh phúc bên gia đình và người thân.